Kính chào quý vị và các bạn. Ngày mai nắng nóng vẫn có thể xuất hiện ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Còn về chiều tối và đêm, mưa dông sẽ xảy ra ở nhiều nơi, tập trung ở khu vực Tây Nguyên và phía Tây Bắc Bộ. Ngay chiều tối nay, mây dông đã phát triển và gây mưa ở Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, dọc vùng núi phía Tây từ Quảng Bình vào đến Phú Yên và Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, thủ đô Hà Nội. Nhiều nơi mưa dông mạnh, thậm chí là còn kèm theo cả sấm sét. Ở Buôn Ma Thuột thì còn ghi nhận gió giật cấp 5 trong cơn dông. Dự báo đêm nay mưa dông sẽ tiếp tục xảy ra, tập trung chủ yếu ở vùng núi Bắc Bộ. Mưa sau một ngày nắng mạnh, nhiệt cao rất dễ đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là gió lốc, dông sét hay là mưa đá. Quý vị nên đóng kín cửa sổ trước khi đi ngủ, tránh mưa gió lùa vào nhà hoặc làm vỡ cửa kính. Sang ngày mai mưa dứt, trời lại chuyển nắng và nóng lên. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố sẽ trong khoảng 31 đến 34 độ C. Riêng Hòa Bình, Sơn La hay Điện Biên Phủ nắng nóng 36-37 độ C. Với Trung Bộ, đây sẽ là khu vực nắng nóng gay gắt nhất cả nước vào ngày mai. Vinh, Hà Tĩnh hay Đông Hà nắng nóng đặc biệt gay gắt 39-40 độ C. Còn lại dọc từ Thanh Hóa đến Tuy Hòa, nhiệt độ sẽ khoảng 36-38 độ C. Nắng nóng 35-36 độ C cũng đeo bám người dân ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào ngày mai. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ nhiều nơi nắng nóng gay gắt 37-38 độ C. Quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời từ 10 giờ đến 16 giờ để tránh bị cảm nắng say nóng. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa gió cấp 4 đến cấp 5, ngày mai trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km. Huyện đảo Trường Sa gió nhẹ, biển êm, độ cao sóng không quá 1,50 m. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số nơi trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.